Vì chúng sinh tà định phát khởi đại bi là tạng của Bồ Tát, vì khiến cho nhân vị lai đều được thành tựu. Đủ mười lực của Phật nhân không thể hoại là tạng của Bồ Tát, vì đủ căn lành vô đối hàng phục ma quân. Tối thắng vô úy đại sư tử hống là tạng của Bồ Tát, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều hoan hỉ được 18 pháp bất cộng của Phật là tạng của Bồ Tát, vì trí huệ vào khắp tất cả mọi nơi, khắp biết rõ tất cả chúng sinh, tất cả cõi, tất cả pháp, tất cả Phật là tạng của Bồ Tát, vì ở trong một niệm đều thấy rõ, đó là 10 nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì sẽ đắc được tạng đại trí huệ vô thượng căn lành không thể hoại của Như Lai. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ tâm, những gì là 10 đó là tâm tinh cần. Vì tất cả việc làm đều rốt ráo, tâm chẳng giải đãi vì tích tập tướng tốt hạnh phước đức, tâm đại dũng kiện, vì phá tan tất cả các ma quân, tâm như lý hành, vì trừ diệt tất cả các phiền não. Tâm bất thối chuyển, vì cho đến bồ đề chọn không ngừng nghỉ. Tâm tánh thanh tịnh, vì biết tâm bất động không chấp trước. Tâm biết chúng sinh, vì tùy sự hiểu muốn của họ, khiến cho được xuất ly. Tâm khiến vào Phật Pháp đại phạm trụ. Vì biết các chúng sinh đủ thứ sự hiểu muốn, chẳng dùng thừa khác mà cứu hộ. Tâm không vô tướng vô nguyện vô tác, vì thấy tướng ba cõi chẳng chấp lấy, tâm tướng chữ vạn kim cang kiên cố thắng tạng trang nghiêm, vì số lượng của ma đến đồng số tất cả chúng sinh cho đến không thể động một sợi lông, đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì sẽ đắc được tâm đại trí quang minh tạng vô thượng của Như Lai. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ mặc giáp. Những gì là 10? Đó là mặc giáp đại từ vì cứu hộ tất cả chúng sinh, mặc giáp đại bi vì kham nhẫn tất cả các sự khổ, mặc giáp đại nguyện vì tất cả việc làm đều rốt ráo, mặc giáp hồi hướng vì kiến lập tất cả Phật tra nghiêm, mặc giáp phước đức vì lợi ích tất cả các chúng sinh, mặc giáp ba la mật vì độ thoát tất cả các hàm thức, mặc giáp trí huệ, vì diệt tất cả tối phiền não của chúng sinh, mặc giáp thiện xảo phương tiện, vì sinh phổ môn căn lành, mặc giáp nhất thiết trí tâm kiên cố không tán loạn, vì chẳng thích thừa khác, mặc giáp một lòng quyết định, vì nơi tất cả pháp lìa nghi hoặc, đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ mặc mão giáp vô thượng của như lai phá tan được tất cả ma quân